quay quay mặt lại cái đi, tối quá không thấy ai hết. Rồi hôm nay du xuân, gia đình chúng tôi du xuân ở Đắk Lắk. Điểm đến đầu tiên là thác Đà Rây Lu thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Thôi đường vào quanh co khúc khỉu, chơi hồi thấp thấp luôn. Đường nhà ngoài từ ngoài vào là 10 cây số, ổ gà ổ voi, bây giờ là xuống dốc. Này đi sai đường phải. Chị Google hôm nay bị bỏ đói, chỉ cái đường đẹp quá chứ không phải là sai. Rồi. Này là thác Đà Rây Lu. Đường vào phải nói là đẹp tuyệt vời. Chào cả nhà. Liên Kim nào đây? Hôm nay là cả nhà du xuân. Liên Kim. Quá tuyệt vời. Hai chú cháu nó đâu mất rồi? Chắc là xuống dưới này. Đây là đường xuống thác Đà Rây Lu. Đà Rây Lu tiếng dân tộc đọc hơi khó. Đang khuất, đang khuất cái rừng cây quay đâu được. Bây giờ ra chỗ nào, ra phía trước hay là ra phía sau? Đang phát trực tiếp nha. Ôi giời, đi xe cũng ổ voi và đi bộ cũng ổ voi. Đây nha, đường xuống thác. Ôi trời anh ơi, này. Rồi, từ từ đường sẽ tới. Rồi. Đẹp lắm cả nhà ơi. Em đang phát trực tiếp á. Em đang phát trực tiếp. Ôi quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Thành phố Bê Mi Thuột. Du xuân một nơi thật xa. Con tránh ra đi, tránh ra. Thác hùng vĩ luôn. Quá trời đẹp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không mi? Nè, Rồi. Cái máy nào đẹp á? Để chụp cái máy em đang phát trực tiếp rồi. Đây máy này cũng được. Ngay máy tôi không đẹp mấy đâu. Máy của tôi. Máy đó rồi nhé. Đẹp mẹ. Cả nhà đang có mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Rất tuyệt vời em ơi, thác rất đẹp. Đẹp quá con, cho con không quay phim đi. Cô chắc cô tháo giày ra đi luôn con. Ghê luôn kìa, mấy hồn luôn. Tháo ba để cô đã quay tí xíu nữa ra là đẹp quá luôn. Em đang có mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đẹp quá con ơi.